bạn đang muốn bán hàng qua livestream Facebook, tăng lượng người xem, chia sẻ tự động vào nhóm hay phát like nhiều nick. Tất cả có trong Shibo Livestream. Truy cập ngay livestream.vn để được trải nghiệm miễn phí. 32 tuổi, sở hữu một startup tỷ đô với 2.000 nhân viên. Doanh nhân trẻ này vẫn đi thuê nhà và đây là lý do. Nhà sáng lập 32 tuổi của GoGoVan hiện vẫn không sở hữu bất kỳ căn nhà nào và anh tự hào về điều này. Trong vòng 5 năm kể từ khi cho ra đời nền tảng logistics theo yêu cầu của mình, Steve Lam đã chứng kiến đội ngũ gồm 8 người từ căn phòng nhỏ ở Kowloon, Hồng Kông bùng nổ trở thành startup tỷ đô với hơn 2.000 nhân viên và 8 triệu tài xế. Tuy nhiên, ngay cả khi việc kinh doanh hiện nay đã dần ổn định, anh vẫn đang thuê một căn hộ trong một quận có nhiều người thu nhập thấp, nơi anh từng lớn lên. Trên thực tế thì vào năm ngoái, sau khi cưới vợ, Steve Lam mới chuyển ra khỏi căn hộ rộng 37m² ở cùng cha mẹ. Và đến giờ thì anh vẫn không vội vàng để trở thành người chủ sở hữu nhà sớm. Với tôi, vấn đề chỉ là có một nơi để ở, đó không phải là một khoản đầu tư, Lam nói. Đây là một tư duy khác thường đối với giới trẻ nói chung. Nghiên cứu mới cho thấy rằng việc mua một căn nhà được xếp hạng là cột mốc quan trọng nhất trong cuộc sống của những người trẻ tuổi. Và theo tỷ phú tự thân David Bach, việc không mua nhà còn là sai lầm lớn nhất mà người trẻ mắc phải. Tuy nhiên, với Lam thì việc sở hữu một căn nhà không phải là ưu tiên của anh. Để chắc chắn, tờ CNBC khẳng định rằng tiền bạc không phải là vấn đề của Lam. Là một startup trẻ, GoGoVan đã được định giá ở mức ấn tượng, công ty vẫn đang được đầu tư mạnh bởi những đơn vị như là Alibaba của Jack Ma. Dù với nguồn tiền mặt ngoài, Lam vẫn khăng khăng rằng anh sẽ tìm những nơi khác để khiến tiền làm việc cho mình. Nếu có tiền, tôi sẽ bỏ vào một khoản đầu tư, những startup khác hay là cho các doanh nhân vĩ đại khác thay vì mua một chiếc hộp trong một tòa tháp. Cũng phải nói thêm rằng, Hồng Kông được xếp hạng là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Năm ngoái, giá trung bình mỗi 0,92m² một căn hộ ở Hồng Kông là 12.100 đô la Hồng Kông, tương đương với khoảng là 1.547,31 USD. Tôi đến từ một gia đình có thu nhập thấp. Dù tốt nghiệp ở Berkeley, nếu may mắn có được một công việc tốt và bắt đầu tiết kiệm tiền, sẽ phải mất khoảng 10 năm trước khi có thể mua được một căn nhà. Sau 10 năm mới có nhà, nhưng rồi sao? Đó là câu hỏi không có câu trả lời. Đối với Lam, anh thích đầu tư vào những cơ hội kinh doanh, cả của mình và của người khác. Những người khác nhau sẽ có những giấc mơ khác nhau. Nếu giấc mơ của bạn là sở hữu một căn nhà hay trở nên giàu có bằng cách đầu tư vào bất động sản, điều đó ok thôi. Tôi chỉ chọn phương án hầu hết mọi người không sẵn sàng để lựa chọn, đó là sở hữu một công ty. Theo Phương Linh, trí thức trẻ, CNBC, Đồng Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.